Và trong 30 phút đấy, mong là Bạch My sẽ bị thôi miên và sẽ quay trở lại với kiếp trước của Bạch My là gì. Mình sẽ đọc cho các bạn một số cái comment của những người đã trải qua tiền kiếp rồi nhé. Có một bạn tên là Nguyên Hăng: tôi đã trải nghiệm và trong một kiếp tôi từng một người phụ nữ sống trong thời quý tộc. Tôi mặc một bộ đồ trắng. Hey yo, xin chào anh em. Thì tập ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với một nội dung khá là tâm linh. Tâm linh rồi đúng không? Tâm linh, không biết là mọi người có bao giờ tin hay là tò mò về cái kiếp trước của mình không? Em có tin vào kiếp trước có tồn tại hay là em có muốn biết về cái kiếp trước của em là cái gì không? Em tin phải đến 99% thôi. Đấy cơ? Ừ, chỉ có 1% là em chưa được trải nghiệm nên là em hơi hoang mang thôi. Nhưng mà thực ra tại vì về kiếp trước, kiếp sau các thứ thì rất nhiều người ta bàn đến rồi đúng không? Thậm chí là mọi người không nghe thấy là nếu mà mình kiếp này mình ăn được không tốt thì kiếp sau mình sẽ phải biến thành loài vật, các thứ động vật, các thứ chẳng hạn kiểu đấy. Thì mình nghĩ là chắc chắn là có kiếp trước, kiếp sau. Và ai kể trưởng mới nghe như thế đã tin đến 99%, đúng là con điên. Điên cái gì mà điên, bây giờ em đảm bảo có rất nhiều người đồng ý kiến, đồng quan điểm với em luôn. Không, ví dụ nhá, kiếp trước em ăn ở tốt, kiếp này em được làm người. Còn những con mèo này, kiếp trước nó ăn ở xấu, kiếp này phải làm chó. No. 99% mình không nên. Mình thì tin vào kiếp trước đúng 1%. Mình không hiểu sao mình cũng không mê tin lắm, mình không quan tâm về cái vấn đề này lắm. Nếu như có kiếp trước thật thì mình cũng rất tò mò, không biết là kiếp trước mình là cái gì. Trong kiếp trước mình cũng có tưởng tượng trong đầu là có thể mình là một chàng hoàng tử. Rõ ràng lúc nãy vừa kêu là không tin được, bây giờ lại nghĩ là kiếp trước. Nhưng mà nếu có trường hợp xảy ra. Ok, cái lý do ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này ấy, bởi vì chúng mình có tìm được một cái video ở trên YouTube khá là gọi là hứng thú để làm theo nha mọi người. Đây, cái video này cho mọi người xem. Nó có tiêu đề là thôi miên hồi quy tiền kiếp. Tức là mình sẽ được thôi miên và mình gọi là trở về kiếp trước của mình, xem là kiếp trước mình là ai các thứ đấy. Ở đây mình thấy video này nó ghi khá là chi tiết nhá. Các bước để làm theo này, các bước để có thể thôi miên ấy. Thì mình không tin vào kiếp trước nhưng mình tin là có thể thôi miên được. Bây giờ mình sẽ cho Bạch My trải nghiệm. Em muốn biết kiếp trước của em đúng không? Được. Yeah. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm theo các bước mà cái video này hướng dẫn nha. Thì mình sẽ quay cho Bạch My trải nghiệm xem Bạch My là cái gì trong kiếp trước nào. Sẽ là siêu anh hùng giải cứu thế giới. Chào mừng mọi người đã đến với chuyên gia thôi miên Lê Hùng. Anh đừng có điều đây, anh tuyết của người ta. Bây giờ chúng ta sẽ làm theo các bước ở đây nhá. Thì ở đây có rất nhiều bước, anh đọc như nào thì em làm theo như thế nhá. Ok. Bước 1, chọn không gian yên tĩnh, riêng tư, tuyệt đối không nghe khi đang lái xe hoặc vận động mạnh. Đây, đang ngồi gọi là đã set up chỗ rồi, khá là ok, ra thoải mái rồi. Bước thứ 2 đó chính là cắm tai nghe. Lý do cắm tai nghe mọi người biết vì sao? Bởi vì đây là một cái video dài 33 phút nha. Ở trong cái video này, nội dung của nó sẽ có một cái giọng đọc. Bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe một chút về cái nội dung bên trong của video này nhé. Điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất. Hãy thư giãn từ cơ mặt đến toàn bộ vùng đầu. Thì khi mà chúng ta nghe sẽ có giọng đọc như vậy. Và Bạch My sẽ trải nghiệm hết 30 phút. Và trong 30 phút đấy, mong là Bạch My sẽ bị thôi miên và sẽ quay trở lại với kiếp trước của Bạch My là gì. Đến với bước thứ 3 nha, nhắm mắt hoàn toàn trong quá trình trải nghiệm. Thứ 4 đó chính là tư thế nằm hoặc ngồi trong quá trình nghe. Nếu thấy khó chịu thì có thể nhẹ nhàng thay đổi tư thế, nhưng mà mắt vẫn phải nhắm. Một số bạn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh, một số bạn có thể cảm giác mơ hồ, một số bạn sẽ thấy ý nghĩ xuất hiện, còn một số bạn tối ngủ mới thấy những giấc mơ tiền kiếp. Nhưng mà em hy vọng là em sẽ thấy luôn anh ạ. Trời ơi, tối lâu lắm. Trong khi nghe, nếu có bất kỳ trải nghiệm kỳ lạ nào thì tin tưởng, thả lỏng và đi đến cùng. Nếu có bất kỳ trải nghiệm khó chịu nào thì tách mình ra và quan sát. Đeo tai nghe chặt vào nha. Chặt rồi, chặt rồi. Tư thế thoải mái chưa? Cái chân để đây ấy. Ừ, này mới thoải mái được. Này thoải mái. Ừ, cái kiểu đang nằm ấy. Ok, bắt đầu nha mọi người. Em bắt đầu đi em. Anh ấn play cho em đi. Để em nhắm mắt đi. Bạch My đã bắt đầu chìm dần vào cơn thôi miên. Bạn hãy nhắm mắt. Điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất. Hãy thư giãn từ cơ mặt đến toàn bộ vùng đầu, cổ, thân mình, hai tay và hai chân. Bạn thấy toàn bộ cơ thể mình đang ấm dần lên và sự thư giãn đang tràn ngập cơ thể bạn. Giờ ngồi đợi anh em ạ, đợi cho Bạch My chìm dần vào cơn thôi miên.
30 phút lận, còn lâu. Mình sẽ đọc cho các bạn một số cái comment của những người đã trải qua tiền kiếp rồi nhé. Tức là những người đã làm theo cái hướng dẫn này và đã hồi quy tiền kiếp nhé. Và đã biết mình là cái gì trong kiếp trước luôn. Thấy rất nhiều comment ở đây nên là mình cứ đọc cho mọi người nhé. Có một bạn đã trải qua này. Mình thấy mình là lính về nhà tìm mẹ. Có khúc bom nổ, lính chạy đến, mình và mẹ đi trốn. Sau đó mình mặc áo bình thường đi làm đồng, gặp cô gái cho cá. Có cảnh ăn cơm với mẹ, cảnh mẹ mất, còn mình đang đứng cạnh đức Phật gần mặt đất. Ui, có một bạn tên là Nguyên Hằng. Tôi đã trải nghiệm và trong một kiếp tôi từng một người phụ nữ sống trong thời quý tộc. Tôi mặc một bộ đồ trắng, thấy mình bị bắt giam trong nhà giam, trên tay tôi cầm một quyển kinh thánh, ánh mắt nhìn ra ngoài điều hưu buồn chĩu. Họ gọi tôi là Lucia. Ui, ghê thế. Rất nhiều bạn comment ở trong này, tức là có rất nhiều người đã trải qua cái kiếp trước rồi, đã biết mình là kiếp trước mình như thế nào rồi. Đấy, các anh em nào mà tò mò thì vào đây để đọc comment. Ok, bây giờ ngồi im trật tự về cho Bạch My biết xem kiếp mình là gì. Vớ vẩn, Bạch My đang ở trong kiếp của Bạch My rồi đấy. Khả năng Bạch My đang làm một con thú hoang hay là một con lợn gì đó. Bạn là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Khuôn mặt bạn trông như thế nào? Bạn có nhớ tên bạn là gì không? Với ngoại hình này, bạn nghĩ bạn là người bình dân hay quyền quý? Cảm xúc lúc này của bạn thế nào? Vì sao bạn lại có cảm xúc đó? Giờ bạn hãy để cho cảnh đó diễn tiến tiếp. Hãy tách mình ra để quan sát. Chuyện gì xảy ra sau đó? Những ai đã tham gia vào? Họ đã làm gì? Bạn tham gia hay liên quan như thế nào? Kết cục cảnh đó ra sao? Tỉnh rồi mọi người. Tỉnh rồi. Sao em? Sao em lại khóc em? Hả em? Em thấy kiếp trước à? Kiếp trước của em là gì? Em kể đi. Kể. Đừng có bắt em ra ai của em đi. Cái gì? Bọn quân lính nó bắt em trai của em đi. Em trai của em hình thù như nào? Nó muốn nó bị chết. Cái gì? Bị giết à? Thế em bị gì? Em bị gì? Em không biết. Em phải bị gì chứ? Lúc nào là em không nhìn thấy nó quá rõ đâu, nó chỉ hơi mơ hồ thôi, nhưng mà bắt đầu vào một cái là tự nhiên em cảm thấy rất là buồn, cảm thấy rất là đau lòng. Thì em không nhớ chính xác là cái này của em nó không nhìn rõ, nhưng mà người ta gọi em là Uyên hay Quyên hay gì đấy, nói chung là Vân Uyên. Thì em vẫn là con gái, khung cảnh đấy như kiểu là ở bên Hàn Quốc, khung cảnh như kiểu nhà làng nhà dân các thứ thôi, không phải trong cung điện gì cả. Thì em cũng hình như là một đứa con gái bình thường, tóc buộc thấp thấp như này này. Cảnh Hàn Quốc á? Ừ, lúc đấy còn cũng trẻ trẻ rồi. Xong đến là cảnh đầu tiên là mọi người đang lao động các thứ, hoạt động ở giữa khu vườn thôi, khu sân thôi. Em đang chơi với một bọn trẻ con, thì trong đấy có một thằng em trai của em. Thằng em trai của em đang chơi vui vẻ, thì có một đám quân lính đến bắt thằng em trai của em đi. Lớn nhờ? Nhỏ, nó chỉ khoảng tầm cấp 1 thôi à. Nó cũng gọi em chị ơi cứu em á hứa. Xong rồi, một cảnh khác là em đang đứng ở bên bờ sông, kiểu cô độc đứng một mình bên bờ sông, xung quanh không có ai cả. Xong rồi đến lúc mà đến cuối đời là em già, em cũng cô độc một mình. Xong rồi em nằm ở trong một căn phòng là chuẩn bị đến lúc chết. Là em nằm kiểu em lại nhớ cái gì em không biết. Xong rồi kiểu em cũng khóc, tại vì em buồn, kiểu cảm giác đến cuối đời là em vẫn cô độc ấy. Ui, nghe nổi da gà đấy. Làm theo các bước này xong Bạch My gặp tình huống này thật luôn mọi người ạ. Thật đúng không? Em chém gió à? Em chém gió làm sao em kể một câu chuyện như thế? Thấy chưa mọi người? Mình thực sự cũng muốn thử. Chắc là bây giờ mình thử phát.
Ủa Bạch My gặp trường hợp này thật rồi, mình thấy Bạch My khóc khóc lúc lúc đang cơ quay ấy. Bạch My tên là Uyên hoặc Quyên nha mọi người. Kiếp trước có một người em trai, ok, mong thằng em trai ấy không phải là mình. Bye bye.